Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế Giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Xin mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích có tựa đề Karen Fan, một tên Rino sừng sỏ đang núp lùm để giúp phe dân chủ. Kính thưa quý vị, có thể sốc hoặc rất sốc khi tuyên bố Chủ tịch Thượng viện Arizona là bà Karen Fan, một thành viên đảng Cộng Hòa, chính là một trong những kẻ Rino nấp lùm. Để xác nhận rõ hơn, xin mời quý vị cùng chúng tôi đưa ra những quan điểm để xác nhận điều này. Hiện nay có rất nhiều tin tức mang tính chất hồ hởi, lạc quan về kết quả kiểm toán bầu cử ở tiểu bang Arizona, với niềm tin rằng nó sẽ giúp Tổng thống Trump sớm quay lại bạch cung. Thậm chí có những tin tức giật gân cho thấy Tổng thống Trump vẫn là Tổng tư lệnh quân lực Hoa Kỳ, đang thực thi các hoạt động từ việc tác cạn đồng lầy tại nước Mỹ và ở nước ngoài, với sự liên kết tất cả mọi diễn biến ở Vatican, Israel, ở Đức, ở Cuba, biển Đông, từ thời tiết cho tới hoạt động chính trị xã hội quân sự, rồi cho rằng Tổng thống Trump và QAnon đang làm đó. Tôi không chỉ trích những việc làm này của họ vì đó là quyền tự do ngôn luận, nhưng tôi không ủng hộ cách đưa tin này của họ, vì theo tôi, họ đang góp phần vào việc làm nguy hại cho Tổng thống Trump và lực lượng MAGA chân chính, bởi kẻ thù của Tổng thống Trump sẽ chỉ vào đó rồi mỉa mai Trump và đám cuồng Trump nói láo như cùi. Việc kiểm toán bầu cử tại Arizona thực chất là để phía tổng thống Trump cho công chúng Mỹ thấy rõ có dân luận bầu cử tràn lan mà Arizona là gương điển hình. Đó là lực lượng ủng hộ tổng thống Trump sẽ có cơ sở thực hiện các bước chống dân luận bầu cử bằng cách dân luận pháp lý để bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử song song đó những kẻ thuộc đảng cộng hòa mà trước đây đã nhiệt tình nông nổi khẳng định jim Biden đã chiến thắng hợp pháp sẽ đưa vào việc kiểm toán bầu cử để lấy lại hình ảnh của mình qua hành động ủng hộ việc kiểm toán bầu cử vậy câu hỏi tại sao ngay từ đầu kaden không nỗ lực để không có gian lận xảy ra không vơ đũa cả nắm, nhưng cá nhân khẳng định rằng việc những người Cộng hòa trước đây đã nhiệt tình nông nổi, tuyên bố Trubiden đã thắng, nhưng nay họ quay lại ủng hộ việc kiềm toán bầu cử, thực chất chỉ là động tác chính trị mà thôi. Các nhân biểu, thư nghi sĩ Cộng hòa trước đây ủng hộ chiến thắng của Trubiden đã nhận thức rõ hậu quả do hành động này của họ rất tàn khốc tại những lần bầu cử sắp tới chắc chắn họ sẽ bị cử tri Cộng hòa tẩy chay. Vì vậy, họ thực hành động tác chính trị bằng cách ủng hộ việc tiến hành kiểm toán bầu cử tại các tiểu bang có tranh chấp phiếu đại cử tri. Nếu bằng chứng gian lận không thể phủ nhận sau khi kiểm toán, thì họ trở thành người có công. Nếu bằng chứng gian lận bầu cử sau khi kiểm toán bị phủi bỏ vì những lý do trời ơi, có sự ủng hộ của đảng Dân Chủ và lũ Trinos phản bội, thì họ sẽ nói rằng đó, ngay từ đầu tôi đã khẳng định không có gian luận bầu cử như cáo buộc của Tổng thống Trump mà không nghe cứ đi làm tới cùng cho tốn tiền, tốn của chỉ vì bảo vệ cho Trump. Nói như vậy để thấy rằng chính trị mang trá cỡ nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ bị nhiều gạch đá quăng vào vì làm tuột cảm xúc của họ vì không tin tưởng vào Tổng thống Trump. Không sao, cứ tự do thể hiện quan điểm và tâm địa của mình, vì với tôi đây cũng là cách để thanh lọc, phân định ngay gian, công chính và bất chính, quân tử với tiểu nhân. Quá trình kiểm toán và kết quả kiểm toán bầu cử, theo tôi, nó khó giúp cho Tổng thống Trump sớm trở lại bạch cung như kỳ vọng của nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump. Do bị kích thích bởi những bản tin lạc quan thái quá kia mà kiểm toán chỉ giúp cho công chúng Mỹ thức tỉnh trước các động tác chính trị bẩn thiểu của kẻ gian và kẻ thù của nước Mỹ, giúp cho lực lượng MAGA sớm hoàn thiện quy trình bầu cử hạn chế đối với hành vi gian lận được pháp luật bảo vệ bởi giả tâm của Bộ Tứ Quyền lực đang bị Trung Quốc bắt cóc giật dây đây là trò chơi chính trị và họ biết cách kết thúc. Thưa quý vị, như vậy cuộc kiểm toán dường như đã kết thúc và Chủ tịch Thượng viện Arizona là bà Karen Phan cũng đã diễn xong vai trò trong việc nỗ lực hết sức là một thành viên đảng Cộng hòa chân chính để chứng tỏ cuộc bầu cử năm 2020 là một cuộc bầu cử gian lận. Tuy nhiên, hôm ngày 16 tháng 7, bà tuyên bố Thượng viện bang không có khả năng triệu hồi các tấm phiếu đại cử tri cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020 sau khi một nghị sĩ đảng Cộng hòa kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử mới. Đây có lẽ là một thông tin làm cho tất cả người ủng hộ Tổng thống Trump trở nên quá thất vọng. Vào hôm thứ Nam vừa qua, tại phiên điều trần ở Thượng viện Arizona về kết quả kiểm toán do bà ta chủ trì, bà tuyên bố, Điều quan trọng mà chúng tôi muốn bảo đảm rằng mọi người đều biết Điều mà chúng tôi đã nói với bạn ngay từ đầu, đây không phải là về Trump. Đây không phải là để lật ngược cuộc bầu cử. Điều này chưa bao giờ liên quan đến bất cứ điều gì khác ngoài tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Đây chỉ là sự lặp đi lặp lại những tuyên bố tương tự của bà này mà trước đây bà từng mở miệng hành động cụ thể. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, bà Karen Fan nói rằng bà đã thuê một công ty để tiến hành kiểm toán các cuộc bầu cử tại hạt Maricopa vào khoảng 7 giờ 40 tối ngày 21 tháng 5 năm 2021, một người phụ nữ tên Andrea đã gửi email cho bà Fan để kêu gọi chấm dứt cuộc kiểm toán gây tranh cãi hiện đang được tiến hành tại đấu trường tưởng niệm cựu chiến binh ở Phoenix. 10 phút sau, bà Fan hỏi đáp rằng, đây là nơi bạn đã nhầm lẫn. Biden đã chiến thắng 45% tổng số cử tri Arizona cho rằng có vấn đề với hệ thống bầu cử. Cuộc kiểm toán nhằm bác bỏ những lý thuyết đó hoặc tìm cách cải thiện hệ thống trong một email khác gửi đến một thành phần khác ghi ngày 15 tháng 5 năm 2021. Fan cũng đưa ra những nhận xét tương tự rằng, Hãy biết rằng điều này chưa bao giờ về trơm hoặc lực ngược cuộc bầu cử trái với những gì đang có trên mạng xã hội. Rõ ràng, với bà chủ tịch Thượng viện Arizona Karen Fan thì việc kiểm toán bầu cử ở tiểu bang này chỉ là động tác chính trị theo kiểu thanh tra, kiểm tra của lũ chấp bu đã làm, chứ không phải vì tổng thống Trump như nhiều người lầm tưởng và hy vọng, hoan hỷ. Trao đổi với OANN, hãng tin liên tục đưa tin về cuộc điều tra bầu cử của hạt Maricopa. Chủ tịch Fan cho biết, Thượng viện Arizona có khả năng cung cấp cho các thanh tra viên những tài liệu họ cần, bao gồm cả việc sử dụng các đòi hậu tòa, nhưng chứng nhận của các đại cử tri là một vấn đề hoàn toàn khác. Hôm ngày 16 tháng 7, nữ lãnh đạo thuộc đảng Cộng hòa của bang tuyên bố, cơ quan thượng viện, chúng tôi không có thẩm quyền để làm điều đó. Vì vậy, đây là những gì chúng tôi đã nói và tôi không ghi rõ điều này vào hồ sơ. Khi Bình luận của bà Fan được đưa ra khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra một tuyên bố nêu rõ rằng cuộc thanh tra cho thấy có những bất thường gian lận có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử có lợi cho ông vào năm ngoái. Vào ngày 15 tháng 7, Thượng viện Arizona đã tổ chức một phiên điều trần giữa cuộc kiểm tra kéo dài nhiều tháng do công ty công nghệ Seven Isles có trụ sở tại Florida. Các nhóm thực hiện việc thanh tra nói với các nhà lập pháp rằng họ đã phát hiện ra nhiều sự bất thường ở Maricopa. Giám đốc điều hành Doug Logan của Sabonisa nói với các thượng nghị sĩ tại Điện Capitol của bang Arizona rằng các thanh tra viên không thể tìm thấy hồ sơ nào về việc hạt Manicoba đã gửi hơn 74.000 phiếu bầu qua thư. Ông cũng cho biết các thanh tra viên đã tìm thấy khoảng 18.000 người đã bỏ phiếu nhưng đã bị xóa khỏi danh sách cử tri ngay sau cuộc bầu cử. 11.326 người không có tên trong danh sách cử tri vào ngày 7 tháng 11 năm 2020 nhưng xuất hiện trên danh sách vào ngày 4 tháng 12 năm 2020 và 3.981 người đã bỏ phiếu sau khi đăng ký sau ngày 15 tháng 10 năm 2020. Sau phiên điều trần, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã kêu gọi thu hồi 11 tấm phiếu đại cử tri của Arizona trước đó vốn được bỏ cho ông Biden. Trong hai bài đăng trên Twitter hồi tuần trước, Thượng nghị sĩ Wendy Rogers, một thành viên đảng Cộng hòa, đã viết Một cuộc bầu cử mới phải được tiến hành, các tấm phiếu đại cử tri của Arizona không thể được trao một cách gian lận và chúng ta cần chấn chỉnh việc này. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn trên OANN của mình, bà Fan cho biết Thượng viện trong tình huống này chỉ có khả năng trác đổi các thông tin bởi vì chúng tôi là nhà lập pháp, nhấn mạnh rằng họ có quyền có thông tin để xác định cách viết các luật đó. Nữ chủ tịch Thượng viện Arizona nhận định, đó là lý do tại sao chúng tôi thành công trước tòa và đó là những gì chúng tôi đang làm. Đó là tất cả về tính liêm chính trong bầu cử. Đó không phải là về cuộc đua Trump Biden, đó không phải là về cuộc đua Kelly Martha Marsoli. Trong lời này, bà đang đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, trong đó tân Tổng thống Dân chủ Trump Biden đã đắc cử cũng như cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ mà Thượng viện Dân chủ Mark Kelly, Arizona đã giành chiến thắng. Sau phiên điều trần, các quan chức của hạt Maricopa và các thành viên đảng Dân Chủ như Bộ trưởng Nội vụ bang Arizona là bà Katie Hobbs tuyên bố rằng nhóm thanh tra và các thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện bang không đủ năng lực để làm việc này. Những người này khẳng định, những phát hiện của các thanh tra viên Thượng viện không nên được xem xét một cách nghiêm túc. Trong nhiều tháng, các quan chức bầu cử của hạt Maricopa và các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bị lôi kéo vào một cuộc dằn co pháp lý về các lá phiếu và thiết bị bầu cử của hạt. Cuối cùng, một thẩm phán đã phán quyết rằng Thượng viện Arizona thực sự có quyền ra trát hậu tòa để thực hiện cuộc thanh tra bắt đầu vào tháng 4. Chủ tịch Hội đồng giám sát hạt Maricopa là ông Sharles một thành viên Đảng Cộng hòa cho biết trong một tuyên bố sau phiên điều trần rằng, những gì chúng tôi nghe được hôm nay đại diện cho một thực tế thay thế đã vượt quá tầm kiểm soát kể từ cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Ông nhấn mạnh ban lãnh đạo thượng viện nên thấy xấu hổ khi họ phát đi những lý thuyết nửa vời về đám đông Deepfake đối với thế giới hôm nay văn phòng của ông Rogers đã không trả lời yêu cầu bình luận vào thời điểm bài báo phát hành thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.